Trên này hôm nay bé thế nào chưa? Em chỉ nói một tí rồi, em bị đi lấy nước đun nóng rồi, má ở đấy. Anh có mang cái gậy cho em để chống để đi đi tạm thời gian đấy. Em nằm đấy để anh đi đun nước cho em rửa vết thương nhé. Chân này rất lâu không rửa rồi. Anh đi đun nước nhé.
Rồi, em ngồi đây nhé. Chân của em cũng còn chân to lắm này. Lúc chân em bao giờ nó khỏi lắm. Em rớt đi lại bây giờ chân nó khỏi nhé. Thôi, em ngồi đây ngắm chân nhé. Anh đi lấy thuốc với lại băng rồi băng lại cho em chân cho em nhé. Chân lên đây nhé, em đưa thuốc đi. Để chân lên nhé. Em băng lại đây em. Anh mua nhiều đồ này, sao em tốn nhiều tiền lắm đấy. Chút tiền đáng rồi em, lại cho khỏe rồi. Thật đi nào. Vâng, con áo của em để đâu? Đấy, để anh lấy cho. Con áo đây em. Vâng, đấy.
ngồi đây nghỉ nhá, anh đặt quần áo cho nhá.
cái đủ không? Anh ngồi ăn cùng em đi. Thì em ăn đi, hai mẹ con ăn đi, cả ngày không ăn gì. Anh cùng ăn cùng em nhé. Thôi hai mẹ con ăn đi. Anh ngồi ăn cùng em nhé. Con ăn đi. Hai mẹ con ăn no rồi nhá. Em bé ăn giỏi thế. Ăn đi. Em bé ăn giỏi thế. Chú cái người đây là rất là hai mẹ con đang thấy vui nhỉ. Hai mẹ con cố gắng đi. Không thể nhé. Để hai mẹ con ăn thêm đi mà. Đấy, em đã ăn rồi chưa? Ăn no rồi nhá, cả ngày không ăn gì rồi. Không biết bao giờ em mới khỏe lại nhá. Có 1-2 hôm khỏe thôi em ạ. Em cũng mong là như vậy. Con ngồi cứ như thế này không đi kiếm được gì cho con ăn.
Nhi con nhiều đấy em ạ. Em ăn đi. Em ăn thế thôi. Đem cho cháu ăn rồi nhé. Con cháu của em nằm ở bên kia. Không có cháu đâu. Thế anh có ăn hộ đâu. Vâng. Hai mẹ con ăn đi nhé. Anh ăn no rồi. Em mang cái này xong cho cháu ăn nhé. Ờ, để anh đổ hộ cho. Thank you.